Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn cái mạch nữa là cái mạch trái tim. Cái mạch này mình sưu tầm lên mạng gì về lấy gì mình làm lại thôi. Cốt cũng vậy, cốt mình không có dao mà giết nữa nên mình copy bên mạng luôn. Mạch thì mình cái bo của mình thì có cái bo mình mua sẵn chứ không có hàng, không có đi rửa không gì đó. Như nhân tạo bán nhiều lắm, mạch đơn giản mua gì mà hàng rồi. Bo nó có nhiều linh kiện lắm nhưng mình bỏ bớt thì lắng gắn những con cần thiết thôi. Mạch của mình thì có một con 89 S82, máy điện trở led thì mình hàng chân dương là chân trung vì xuất tín hiệu âm. Còn Tomica này thì mình đi dễ CNC thôi, cái CNC cũng có file lên mạng luôn, mình đi về mình dễ thắng luôn. LED này mình hàng, các bạn hàng cẩn thận thì sẽ đẹp lắm. Bể song 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 cái chân dương với nhau và bấm cục lại hàng lên. Mua LED nhớ mua cho dư ra chứ trong một mình hàng á, có khi nó biết cho sao mình bị chết LED nữa. Nên mình khi mình cấp điện cho nó thì nó một số con nó không sáng, mình phải thay. Còn điện thoại thanh của mình thì mình dùng điện thoại thanh 4K7. Có thể mặt làm sẵn nhìn đẹp không? Hàng không bị nhiễu nữa. 8 ngàn một bò như Nhật Bảo. Mình mua cho 2 bò, 3 bò gì đó. Có một cái nồng đánh chắc là cái đó bị chết đó. Mình chuẩn bị thay chết 5 con. LED mình làm là LED đục xanh. Cái file hướng dẫn mình đã có sẵn hết đó rồi. Điện trở thành 4K7. Còn điện trở mà nối cho LED là mình dùng con 330 ohm, dùng 4 con điện trở thành. Họ làm sẵn nên ráp cực kỳ dễ luôn. Nhìn đẹp nha, không có bị nhiễu. Mình dùng pin là pin 9V, không có pin áp. À, giờ mình test cho các bạn coi nha. Mấy con led bị chết mình thay hết rồi. Trong bo này nó có một cái chỗ mình đi gắn con IC vô, tùy chậm mình có thể làm được. Chúc các bạn thành công nha.